xin chào các anh chị. Đã. Hai nhau. Chào các anh chị nha. Em sợ quá à. Chào dân này. Chào mọi người. Em sợ quá. Em sợ mấy thằng ba sọc. Nó quấn em quá. Nên em phải làm theo ý của nó. Tối ngày khu dọ. Đang ngứa tay ngứa chân tôi nói thiệt á. Thằng nào mà xấu xố mà rô mà lụ má kiếm chuyện với tôi chắc là tôi quýnh với lụ má không còn. Má nó nhận không ra là gì luôn, tôi nói thật. Chào Tuấn Sinh Lê. Chú Trường Nhan chào. Hoa Sinh Hồng xin chào. Đang ngứa tay ngứa chân mấy con chó mà đụng má nhiều chuyện mà đụng với tôi chắc là tôi quýnh cho phù mỏ nữa. Đang điên như người. Đang điên trên người. Thiệt tình luôn. Đang điên lắm. Nó cứ tưởng là lộ quá trên đời này nha. Tôi nói thật, tôi không đụng chạm với thằng nào á. Trên đời á. Thấy không? Đừng có bao giờ thách thức tao. Tao là đang tao giờ tao vô đâu tao ra khu Việt Nam nè, tao đi ra từ nhà tao là Bắc Cali á, đi ra tới khu Việt Nam tao ngồi tao ăn phở, tao đi chợ thì có thằng nào đụng như tao không. Thời buổi này 2023 rồi tụi bây xong lên đây làm như nước Mỹ là cái con gì của tao quay mà tao quay ra lệnh nè, tụi mày không thằng mà từng thằng không còn cái con đường mà đi về luôn. Tao nếu không phải anh hùng anh hán gì đó, nhưng mà tao chỉ là người công dân Mỹ bình thường thôi, hiểu chưa? Nhưng mà cái là tao đéo phải là người bình thường, rõ ràng chưa? Cái giết tao im lặng, tao đéo lên tiếng thì lên đây đủ má rồi, giống như ông nội người ta vậy, ra lệnh. Ra lệnh má rồi. Tụi thấy mày tối ngày tụi mày cứ chửi cộng sản cộng xíu không đó, thấy rõ ràng không đó. Chủ tịch nước làm sai còn bị lệch chức nữa chứ còn là cái gì. Mỹ không ăn Tết Tân Tiết gì hết á. Ở bên Mỹ không ăn Tết lên không ơi. Bên Mỹ tôi sống bên Mỹ nhỏ lớn nhưng không ăn Tết, chỉ có cúng ngày mùng một cúng vậy thôi chứ không ăn Tết. Bên này cũng vẫn đi làm bình thường, còn những người mà họ đi bình thường. Ô đồ má kẹt xe quá, cái đồ mẹ kẹt kinh hồn. Đồ mẹ kẹt. Con kẹt trên cái dít kiếp dí cứ thở ai mà đụ má ấy cái lần chửi gì mà Nguyễn Thị Mậu. Hello, John. Hello.
lên không nói gì. Các anh chị biết không, lên vô nhà tôi, á vô trong trang nhà tôi chửi bới tôi, nói tôi là cộng sản, cộng xiết gì thời buổi này mà cộng sản với cộng hành gì. Nói chuyện ra là đúng không? Cứ hở ra cái là đụng, cứ ai mà nói tốt về cho đất nước Việt Nam là phủ đầu người ta là cộng sản. Tôi nói con người mà nó có vừa phải thôi. Cứ gặp ai mà nói tốt cho đất nước Việt Nam là cộng sản. Hay nói tốt hay nói xấu chửi bới thì ơ quan hô nha, đừng mày đừng dám lên là phản biện chửi cộng sản. Còn lũ cái thằng mà lũ không biết không có gì, mới ba lớn ba nhóc con rồi cũng vậy lên biết đất nước, biết chiến tranh là cái đéo gì, cứ hỏi lên là chửi được cái gì. Mày đủ sinh đẻ từ đâu vậy? Con người á, làm con người á, lúc nào á cũng phải là làm cái chuyện gì cho nó đúng. Báo cho nó đúng. Ê, còn chưa đâu, tao còn chọc tụi mày nữa nè. Nè, đây nè, tao mới sắm thêm cái nón này nè, đó. Bây giờ tao ra ngoài đường tao đội vậy nè, tức không? Thằng nào đụng với tao đi. Tao thì không có gì vậy đó. Đụng với tao đi, tao chém cho đụ máy lúc đó là nói ở nước Mỹ mà được quyền bảo vệ bản thân mà. Đụng với tao, tao đụng lại thì gán chịu. Luật pháp mà. Đụng với tao á, tao đụng lại gán chịu. Thấy không? Tao á thì không có gì á, ngoài tao có mấy cái này nè. Thấy không? Đụng với tao nè. Đó, tao cứa cho mỗi thằng một phát thì đụng lúc đó mà đừng ngồi mà khóc. Ở Việt Nam á, mang mã tấu ở trên xe đó thì còn sợ đi ở tù của bên Mỹ là tự do, nghe không? Ở Mỹ ở đây là những cái đồ nghề bình thường thôi, nha. Thấy không? Tao nói cho mày nghe, bình thường thôi mà đụng tới tao á, tao chém cho là đụng má, không đừng có ngồi mà nói lớn đo mà tại đó. Tại sao mà ngồi mà khóc, nghe không? Nói cho mày biết, tao không có người bình thường đâu. Tao nói dụ má mày, tao nói trên đời chỉ có một thằng cho anh khùng thôi, ở trên nước Mỹ này. Nghe không? Tao khùng á, tao khùng theo cái kiểu đúng chứ tao không phải là khùng theo kiểu sai. Đừng bao giờ thách thức của tao mà đủ má đi mà đủ ra ngoài đường mà ra ngoài đường mà nó có dám mặc áo cờ đỏ sao vàng đội nón. Giờ tao đi vô chợ Việt Nam, giờ tao đi ra ngoài tiệm ăn phở trước, tao nói bụng ăn phở để ăn phở trước. Đồ nhựa hả hả Thị Mậu, muốn không? Thử đi đồ nhựa hay đồ gì? Hả, thử đi đồ nhựa hay đồ gì? Đâu này đồ nhựa hay đồ gì? Cái này thử đi vô nè. Nè, nè. Tôi cạo lông rồi nè. Cho rõ nè. Tôi cạo lông nè. Có nào điên không? Mở tấu bén cỡ gì nè. Mình lấy ra cạo nè. Đó. Thấy không? Thấy không? Có thằng này nè. Súng nó còn kê lên đầu đúng không? Súng lên đạn là kê lên đầu mà. Đừng có tưởng là tao đụng mắm. Giống ngoài đường sợ tụi bay.